Kẹo mút ngón tay này anh em ơi, hãy luôn cả nhà, lại là tôi đây, một chàng trai đam mê kẹo nữa này anh em ơi. Hôm nay á, review cho anh em kẹo mút này hơi bị xịn sò đó nha, màu sắc á, thì bắt mắt, kẹo thì ngon nha. Bây giờ thì cho hết ra những đầu ngón tay và thưởng thức thôi nè, lâu lâu á đổi cách ăn kẹo cũng hay ho phết đó nha. Kẹo cũng long xanh đi anh em ơi, hãy luôn cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo nữa nè. Hôm nay á, cùng mình khám phá món kẹo này nha. Một chiếc kẹo khủng long màu xanh, siêu to khổng lồ luôn nha. Kẹo này á, là kẹo dẻo, phần thân á, có những hạt đường màu trắng li ti nè. Kẹo á, thiết kế đẹp mắt và ngon nữa nha. Kẹo ti chấm hạt đỗ đi anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo hơn hiệu nè. Kẹo được thiết kế giống như là một cái ti của em bé vậy nha. Kẹo này á, là kẹo mút nha anh em. Phía bên dưới á, có hạt nổ nữa nè. Lấy kẹo mút trong với hạt nổ và thưởng thức thôi. Tiếng nổ li ti trong miệng cũng hay ho lắm đó nha cả nhà. Tôi chơi lật đật chú mèo máy Doraemon và kẹo đi anh em ơi. Hãy luôn cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo này. Nói thiệt á, là bây giờ mua kẹo á, được tặng thêm đồ chơi nữa nha. Mua một được hai luôn anh em ha. Vừa được kẹo và có đồ chơi nữa nè. Ta chỉ việc thưởng thức kẹo và chơi trò chơi thôi. Theo anh em á, món này được không vậy ta?